kính thưa đại chúng có một câu hỏi gửi về cho thầy như thế này con kính thưa thầy con thấy có rất nhiều điều kiêng kỵ khi rút tỉa chân nhang như là con gái không được rút tỉa chân nhang và động vào bát hương tỉa chân nhang thì phải để lại ba cây sáu cây bảy cây chân nhang không được vứt bừa bãi vì sợ bị tán tài sau khi đốt, phải mang cho ra sông, hồ hoặc hòa nước, bón cây. Vì cũng sắp đến ngày 23 tháng Chạp rồi, nên con muốn hỏi thực hư những điều đó có đúng không ạ? À? Nhà con thì bố con mất rồi, chỉ còn ba con đều là con gái. Nếu thật sự con gái không được rút tỉa chân nhang thì nhà con phải đi nhờ người đến rút hộ ạ. À. Con kính mong Thầy giải đáp cho con được rõ. Con xin tri ân công đức Thầy ạ. À. Đại chúng thấy câu hỏi có vui không? <laughs> yeah. Tức là bạn này, ấy, bạn hỏi về cái chuyện tỉa chân nhang. Yeah. Tỉa chân nhang. Yeah. Như thế nào đây? Đó. Thế thì, kính thưa đại chúng, hiện nay thì đúng là cái chuyện thờ phụng chân nhang, thờ phụng của chúng ta rất nhiều vấn đề. Đấy, dân tộc ta thì rất là có tín ngưỡng, rồi có những người thì theo tôn giáo nhưng mà không theo tôn giáo thì lại có những cái tín ngưỡng tâm linh nhất định thờ cúng ông bà tiên tổ hay là thờ vị thần nọ thần kia đấy, có những nơi không thờ những vị thần lại thờ các vị anh hùng dân tộc đó, đó thì họ có nhiều cái để thờ lắm thì thầy mới thấy rằng là cái, cái tâm lý mà muốn được thờ phụng đấy là một cái tâm lý chung của con người và con người luôn luôn muốn thờ phụng một cái gì đấy tôn thờ một cái gì đó cái đấy nó thật là linh thiêng thật là cao quý cái đó là tốt đấy là biểu hiện của cái tâm cung kính cái tâm mới biết là mình còn thấp kém mà cái tâm muốn thờ phụng một cái gì đó là cái tâm tốt và tức là người này vẫn còn hướng đến cái gì đấy cao quý hơn biết sợ biết nề phục một cái gì đó là tốt chứ cái người mà trong tâm chả nề chả sợ ai chả muốn thờ kính ai tôi là nhất thì cái người đấy đáng lo lắm thưa đại chúng Những người dân việt nam mình có cái tâm lý rất muốn thờ phụng, không thờ cái này cũng phải thờ cái kia. vào cái gia đình mà không có bát hương là người ta cảm thấy có cái gì đấy không ổn, nghe không? cho nên hầu như gia đình nào cũng phải có một cái bát hương, cũng phải có một cái bàn thờ. dẫu là không thờ Phật thì cũng thờ gia tiên hay là thờ một vị thần linh nào đó, à, thờ một ai đó, họ nghĩ thế. cái đó là tốt thôi. cho nên thầy nói cái người mà có tín ngưỡng ấy vẫn là cái người hay, tức là người ta vẫn tin vào một cái điều gì đó chứ cái người không còn tin một cái gì trên đời này thì người đấy thật là đáng sợ Nghe không? thế nhưng mà trong cái việc thờ phụng này đại chúng thấy nó cũng khá phức tạp thực sự ấy, thầy sẽ phải giải đáp rất rất nhiều những câu hỏi liên quan đến cái việc thờ phụng một cái ban thờ cũng bao nhiêu câu hỏi một cái bát hương cũng bao nhiêu câu hỏi đó thì hôm nay bạn này bạn hỏi về cái việc thờ phụng này liên quan đến cái việc cái bát hương và bát hương thì phải có cây hương thì bạn hỏi là là bây giờ con có nghe người ta nói rằng là sao đây? Là con gái không được rút chân nhang, không được rút chân hương, không được động vào bát hương. Nó suýt quẩy, nghe không? Thế rồi tỉa chân hương thì phải để lại ba cái chân hoặc là là năm chân hay bảy chân gì đó. Là sao? Thì cái chân hương ấy sau khi mà tỉa đi ra rồi ấy, thì mang đi đốt đi thì phải đổ đi đâu? Phải mang ra sông đổ hay là phải hòa vào nước để để vào đâu? đi nếu thay bát hương thì làm sao làm sao? nha, ừ. đó, thì bạn rất là lo. Thế thì kính thưa đại chúng, cái, cái 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 lo của bạn này thì cũng là cái lo chung của nhiều người khi mà chưa được soi sáng bởi giáo lý eh, của Phật pháp, Nghe không? nhiều cái lo lắm thưa đại chúng. Đó. Ví dụ như là người ta nói là là à, bát hương ấy, có quan điểm ấy, trong trong nhân gian là bát hương là cấm không được đụng vào, đã đặt lên bàn thờ là phải để yên đấy không được đụng vào có lau thì lau thật nhẹ không xê dịch cái là chết xê dịch cái là sau là đổ vỡ hết sự nghiệp đấy là có khi mất chức đấy không? tôi đồn nhau như thế. thế chân nhang ấy là cấm không được tỉa phải đúng đến ngày 23 tháng chạp ông công táo mới được tỉa cho nên nhiều gia đình là để chân nhang ngút ngàn từng chồng từng lớp từng lớp lên đã à, có những cái gia đình mà ở quê đến thầy vào mà lại, họ lại thích mua những cái cây nhang mà nó còn cái tàn nó xoắn 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 thế này này quan niệm là cái cái tàn nhang mà nó càng dài càng xoắn nhiều vòng là nhà mình lắm lộc đấy. cho nên một thời kỳ ấy là bán bán nhang ấy. những người bán nhang họ lại gọi là nhang này là nhang xoắn nhang này là nhang coi như là không có đứng gãy đó hiểu không họ chọn những cái cây tre một cái cật nó thật tốt nên để bán riêng một cái loại hương đấy loại nhang đấy vì cái tâm lý biết là dân ta thích cái nhang mà đốt nó, nó cứ phải cháy còn nguyên tàn như thế nó xoắn vào nữa thì càng thích quả thật thì cái nhang mà nó sắn vào trông nó đẹp hả ừ, nó đẹp thật thế nhưng mà dân mình là nhân cái đấy là mê nghĩ là là đắc rồi đấy cái cây nhang này thờ nó là được nhiều lọc, nhiều tài thứ hai nữa là không được tỉa chân nhang cứ để trồng chất như vậy từng lớp từng lớp cho đến tận ngày 23 tháng chạp như vậy là một năm thờ là 360 ngày không có tỉa chân nhang cho nên chân nhang nhà nào cũng ngút ngàn hết cả thế nếu ở phải một cái nhà mà lại lập bằng da dạ, phải không hay là cái phòng thờ nó lại bằng gỗ hay là có những cái đồ dễ bén dễ cháy mà nó bốc nó cháy một cái thì thôi rồi đại chúng ta rất nguy hiểm đấy. nhưng vì dân quan niệm là không được không được động vào chân nhang phải đến ngày hai ba cơ ngày ông công ông táo ông đi trầu trời rồi á ông đi rồi ở nhà mới được tỉa Nghe không? thế đấy nhiều nhà như thế thầy đi thầy làm lễ thấy nhiều nhà mà chúng con không dám tỉa đâu ạ à. sợ lắm động vào là sợ <laughs> họ, họ, cảm thấy cái bát hương nó một cái gì đấy rất là linh thiêng và rất là đáng sợ nhưng tốt thì tốt thật nhưng mà họ cảm thấy có cái thái quá Đó. thế rồi rút chân nhang thì không biết là tỉa để lại mấy chân để lại mấy cái hay là tỉa hết có được không Đó. thế ở đây bạn em hỏi là phải để lại ba, ba chân hay là sáu chân hay bảy chân bạn cũng không hiểu thế rồi con gái có được sờ vào bát hương hay con gái có được thắp hương không Đó có nhiều nơi mà con gái không được thắp hương nhất là con gái mà đến kỳ đến kỳ là kỳ kinh nguyệt của mình đấy là không được thắp hương còn không được ra lễ bái luôn và tệ hơn nữa là con gái mà đến, 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 đến tháng của mình là còn không được đi chùa không được lễ bái tức là những cái việc lễ bái là con gái là rất hạn chế Để đến ngày đến tháng là càng bị càng bị cấm đó họ cho là con gái sờ vào đấy là xui xẻo cho cả nhà nghe không Đấy, đấy thế thì bây giờ cái việc ấy thế nào rồi thay một cái bát hương thì thế nào Nghe không? bát hương phải thay thì làm sao đấy thay là không biết thay thế nào rồi bát hương thì có khi là có người ta mang ra sông người ta để lên trên một cái, 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 cái miếng xốp xong để nó trôi sông chứ cũng không dám vứt xuống sông ừ. nhiều thứ lắm rất là phức tạp đấy. thế thì ở đây ấy, thầy xin trả lời cho bạn này thế này Trước hết thì là nói rõ cái ý nghĩa của cái việc thờ phụng, à, cái bát hương thờ phụng. Thờ phụng là việc tốt như lúc đầu thầy nói, là một cái tâm lý tốt là cái tâm lý biết cung kính, biết rằng còn có những cái đối tượng cao quý hơn mình, và có những cái đối tượng mình phải kính phục, kính đẻ, mình mới thờ. Đấy là tâm lý tốt, đấy là vừa là tâm lý khiêm hạ, vừa là cái tâm lý biết tôn kính. Và và người ấy là có đức tin, có lòng tin thì người ta mới thờ chứ không tin trả ai thờ cả thì cái người đó là những cái phẩm chốt tốt việc thờ cũng là tốt nhưng phải hiểu nó như thế nào đó. đối với dân tộc việt nam mình thì thờ cúng và thường là có cái bát hương vậy thì cái bát hương á, ở đây chúng ta phải biết là nó chỉ là một cái vật để cho chúng ta bày tỏ cái sự tôn kính đối với cái thế giới tâm linh thôi và wow. với cái, cái đối tượng mà mình tôn kính có thể là ông bà tiên tổ hoặc là thần phật tiên thánh gì đó nghe không nó là cái chỗ để mình để tâm vào cho nên thầy thường nói cái bát hương nó giống như là một cái sim điện thoại ấy, là cái, cái vật để cho mình kết nối với thế giới tâm linh đại chúng rõ chưa ừ. cái bát hương như cái sim điện thoại ấy. thế thực ra thì nó là như thế không có bát hương thì cũng vẫn không sao Đấy. các vị thánh tăng chư tổ như mình thì vào rừng tu lấy đâu ra bát hương mà các ngài vẫn đắc đạo các ngài có cần bát hương để khấn cúng phật đâu nhưng ngài trong đấy ngài tu ngài vẫn đắc đạo đấy không? thế thì như vậy cái bát hương nó chỉ là cái biểu tượng để cho chúng ta có chỗ chúng ta hướng tâm đến chúng ta chú tâm vào thôi cho nên thầy hay lấy ví dụ nó là cái sim điện thoại mà thông qua cái chỗ cái sim điện thoại này mình không những gọi được cho cái người gọi là người người nông dân vào cái người ở hạ đẳng nhất mình cũng gọi được mà gọi đến cái ông gọi là, là, là bộ trưởng ông vua ông quan mình cũng gọi được cái sim điện thoại nó vô tư thế nó có thể kết nối được nghe không thì cũng thế ở nơi bát hương ấy ta không những ta có thể khấn đến, đến quỷ thần ma quái ta khấn cũng được mà ta có thể khấn cả từ phật thánh chư thiên mà chỉ cần một bát hương cũng có thể khấn được hết không có sao cả hết ấy và không phải là thế giới vô hình họ chen chúc nhau ngồi trong cái bát hương ấy đâu ông bà tiên tổ mình không phải về là, là ngồi chui rúc vào trong cái bát hương ấy đâu hay là đậu ở trên cái, cái tàn hương ấy đâu cho nên nhiều gia đình còn khổ thế này này thờ thì này, thờ phải bên ngoại riêng một bát hương bên nội một bát hương không sợ hai họ không hợp nhau ngồi với nhau không, không, không lành <laughs> Đấy, thầy đi thầy nghe nhiều câu chuyện vui lắm con sợ vì lúc sống là con biết là đằng ông ngoại con với ông nội con là không hợp tính nhau hai cụ là hay cãi nhau bây giờ chết cả rồi bây giờ con thờ không thờ riêng hai bát không thì lại để cho hai cụ một bát là thằng nào hai cụ cũng cãi nhau đấy lại chúng thấy quan niệm rất là rất là thô sơ hiểu một cách rất thô sơ đấy, mộc mạc thế đó. nhưng mà sự thật thì nó không phải thế không phải các cụ về mình khấn là các cụ phải chui hết vào cái bát hương ấy các cụ làm sao chui được vào đấy? Rồi khấn cả thánh thần tiên Phật làm sao mà ngã ngài lại phải chui vào đấy? Không phải, mà đấy nó chỉ là cái kết nối thôi, giống như cái sim điện thoại mình gọi đến người này người kia thì người đấy có phải là người ta chạy về với mình đâu. Có phải không? Nó không phải chạy về với mình, mà nó chỉ là cái sóng âm, chỉ là cái sóng từ trường thôi. Cũng thế, thế giới tâm linh cũng thế. Cái bát hương, cái cây nhang nó chỉ là cái chỗ để chúng ta chú tâm. Tại chúng hiểu là chú tâm mà chúng ta hướng tới cái đối tượng đấy đến thế giới tâm linh thôi nhé. Bản chất nó là như vậy. Nếu chúng ta chú được tâm, ta hướng được tâm rồi thì không cần bát hương cũng không sao. Nghe không? Cho nên rất nhiều các cái nước ở trên thế giới họ có thờ bát hương như mình đâu. Wow. Các nước phương Tây họ có bát hương đâu. Nhưng họ cũng vẫn có chuyện tâm linh của họ. Nghe không? Đó thì chúng ta phải hiểu nhé. Để cho chúng ta thấy quan niệm về cái bát hương nó nhẹ nhàng đi. À, chứ không dân ta là rất sợ đụng chạm vào cái bát hương nào làm cái gì cũng rất sợ và từ đó sinh ra rất nhiều cái lo lo lắng khi mà lỡ bát hương bị xê dịch, lỡ bát hương bị làm sao là rất sợ đấy. Thế để chúng ta hiểu bản chất của cái bát hương nó chỉ là một cái vật là một tượng trưng vật để cho chúng ta chú tâm đến hướng tâm đến để kết nối với thế giới vô hình thế giới tâm linh thôi chứ nó thực ra nó không phải là cái gì quá là quan trọng. À, quá là linh thiêng đến như chúng ta tưởng Nghe không? Đấy. vậy thì từ đây ấy, thì chúng ta rút ra cái việc chúng ta đối xử với cái bát hương thế nào khi chúng ta hiểu rõ nó rồi Nhé. thì chúng ta hoàn toàn có quyền lau chùi gọi là bao sái bát hương xê dịch bát hương không sao à, Bê nó xuống lau chùi sạch sẽ đánh rửa sạch sẽ xong rồi lại đặt lên không vấn đề gì hết đấy là một ban thờ cũng thế lau chùi thoải mái sạch sẽ xê dịch các đồ thờ cúng trên đấy không có vấn đề gì hết giống như ở chùa mình ngày nào cũng lau chùi bao sái nghe không thứ hai là cái chân nhang ở trong bát hương đấy chúng ta hoàn toàn có quyền tỉa đi hàng ngày không phải đợi đến ngày ông công ông táo mới được tỉa đừng để cho nó lùm xùm cho nó ngốt ngát hết cả lên rồi nó bốc nó cháy một cái là rất nguy hiểm nhé thế chúng ta tỉa rồi đối với người thờ Phật ấy, thì có thể là tỉa hết chân nhang đi để lại ba cây thôi ba cái chân nhang mang tính chất tiếp nối ba chân nhang tượng trưng cho Phật pháp tăng tam bảo để lại ba chân nhang thế người tại gia chúng ta thì có thể để lại đến năm cái chân nhang nghe không à, ngũ phúc đấy ví dụ thế tượng trưng cho năm cái điều phúc lành đấy, hoặc là năm đời đấy, huyết thống năm đời ít nhất như thế để ta nhớ nó rất là đơn giản thế thôi nhá tất nhiên không ai để cái số chẵn vì số chẵn nó không có trung tâm không ai để hai cây nhang không ai để bốn cây nhang vì cái số chẵn ấy, nó không có cái ở giữa đại chúng thấy không số chẵn không có giữa mà ba thì mới có cây ở giữa năm mới có một cây ở giữa đấy, thế thì thường người ta để hoặc ba cây hoặc năm cây thôi chứ không ai để hai cây Nghe không? không ai để bốn cây nhớ. đó đấy là lý do vì sao mà lại tại là số ba số năm nữa số bảy, tất nhiên bảy cũng không ai ta để nhé, thì ta thường để lại ba cây hoặc năm cây. đối với người tại gia có thể để lại năm chân nha, nghe không? đấy, đó. còn với người phật tử thì thôi, để lại ba chân nha. để lại có có nghĩa là mang tính chất tiếp nối, nghe không? không phải ta phủi bỏ, ta vứt đi hết sạch những cái gì đã đã có, nha. ý nghĩa là như thế. thế còn cái cho khi mà thờ lâu ngày thì cái cho của bát nhang nó đầy lên, ta cũng phải bỏ đi, ta phải xúc bớt đi. Hoặc ta có thể thay cho mới Bình thường Cái cho cũ đấy ta đổ ra Tất nhiên Ở chỗ này có vấn đề là Cái cho đấy Rồi cái chân nhang đấy Khi chúng ta vứt bỏ đi Đấy ta vứt ở đâu Thì chúng ta biết thì Cái chân nhang ấy Cái cho đấy Nó vừa trên ban thờ Vừa mới khấn cúng với Phật Thánh tiên tổ xong Nếu ta đem nó ra Ta đổ vào đống phân Đổ vào chuồng lợn Ta thấy nó có nên không Nó có cái gì đấy Cái tâm mình nó gợn Nên nó có cái sự bất kính có phải không? Giống như cái áo bố mình mới mặc xong đó, mà bây giờ bố mất rồi, tất nhiên bố mất thì bố chả dùng nữa. Bây giờ ta mang cái áo người ta ra, ta đắp cho con chó, người ta đắp cho mấy cái... Ta vứt ra đống phân, ta vứt thì ta thấy ta nó bị... Cái tâm mình nó không được, nghe không? Cho nên, tất cả những cái liên quan đến cái việc bàn thờ, những cái vật cúng trên bàn thờ, cái này là trong luật của uh, Chư Tăng ấy, cũng nói rất rõ kể cả những cái hoa đã cúng lên cho Phật này, hoa trái đã cúng lên cho Phật, nếu khi nó héo, nó tàn rồi, cũng không được vứt vào những chỗ bẩn thỉu, nghe không? Ta cũng nên để ra những cái chỗ sạch sẽ hoặc là ta bón vào những cái gốc cây chỗ sạch sẽ nhé. Biết rằng hoa nó héo rồi, nó cũng trở thành rác thôi, nó cũng sẽ bẩn thôi, nhưng mà vì nó vừa mới ở chỗ, trên cái chỗ ban thờ cung kính xong, cho nên ta không được ngay lập tức vứt nó vào chỗ bẩn thỉu cái tâm mình sẽ cảm thấy không không có lành thiện nó không cung kính đại chúng hiểu không đó, nhá thì cái đấy là nó, nó giữ cái tâm cho chúng ta cho được tốt đẹp nó được trọn vẹn nếu ta ngay lập tức ta vứt nó vào những chỗ bẩn thỉu thì ta thấy nó không ổn cái tâm mình và như vậy là tâm mình bất ổn là mình sẽ không hay đó thế cho nên về, về ý nghĩa thì đại chúng biết những cái vật đã đặt trên ban thờ từ bông hoa cho đến cái cho cái chân nhang khi chúng ta bỏ chúng và bỏ loại bỏ cái đấy thì ta nên để vào một cái chỗ nào đấy mình thấy nó là sạch sẽ để vào cái bồn, bồn hoa sạch sẽ hay cái gốc cây sạch sẽ đấy là được nhé chứ đừng vứt ngay nó vào cái chỗ rác rưởi bẩn thỉu vào đống phân đống rác ta xem nó như cái vật đống thì không nên các con rõ chưa nào đại chúng rõ chưa nhé đấy thế rồi cái việc mà con gái có được à, à, cúng lễ hay là được nâu chùi bát hương hoàn toàn bình thường Nhá, về tâm linh không phân biệt con gái con trai chỗ này kể cả người phụ nữ đến đến tháng của mình đến ngày kinh nguyệt cũng thế vẫn lên thắp hương khấn vái bình thường miễn làm sao mình phải giữ vệ sinh sạch sẽ ở nơi thân thể mình là được kể cả đi chùa lễ Phật cũng bình thường Nhá, Phật có cấm cái đấy đâu đấy là cái chuyện tâm sinh lý bình thường của con người À, đấy là cái tâm sinh lý bình thường con người cái đấy không có tội không có lỗi gì cả, wow. chỉ có chúng ta phải giữ cho nó sạch sẽ đấy thế thôi. Còn phụ nữ hay nam giới đều thắp hương đều khấn vái đều tỉa chân nhang được hết, Nghe không? đều dọn dẹp ban thờ được hết đó. không có vấn đề gì cả. Cái quan niệm mà chỉ có nam giới đấy là cái quan niệm của một cái xã hội trọng nam khinh nữ, wow. à, trọng nam khinh nữ, quan niệm rất là lâu đời gọi là quan niệm của một cái xã hội gọi là là theo cái cái chế độ gọi là phụ hệ à, cho nên trọng nam khinh nữ đấy, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô đấy là cái quan niệm ấy nó làm cho xã hội chúng ta luôn luôn xem nhẹ người phụ nữ và và cho rằng cái việc tế tự thờ cúng là chỉ có nam giới thôi và nghĩ rằng chỉ có nam giới mới kết nối được với thần linh thôi nữ giới là 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 chỉ kéo theo ma quỷ thôi <laughs> thế cho nên là nữ giới là không được đấy là quan niệm sai lầm trong lịch sử Phật giáo chúng ta thấy đã rất nhiều vị nữ đi xuất gia và đắc thánh quả thành A La Hán. À, ví dụ như là bà dì mẫu của Phật đấy, và của, của Thái tử Tất Đạt Đa đấy, tức là bà Kiều Đàm Di đấy, Ba à, bà đi tu rồi bà thành thánh A La Hán. Thế rồi Gia Du Đà La, công chúa Gia Du Đà La cũng thành thánh A La Hán. À, tất cả rất rất nhiều vị vị nữ đi tu đắc thánh quả là thánh đấy câu chuyện thương đâu. À, bà liên hoa sắc là thần thông biến hóa coi như là gọi là đệ nhất của bên ni đấy đó có chuyện thương nhé cho nên nam hay nữ trong phật giáo rất là bình đẳng về mặt tu chứng và về nhiều mặt trong xã hội và đương nhiên có những cái về mặt cấu tạo thân thể thì khác nhau và có những cái chức năng khác nhau đấy, nhưng mà về các mặt trong xã hội là bình đẳng đấy về mặt tu chứng cũng bình đẳng về mặt thờ cúng cũng phải bình đẳng nam hay nữ đều được thờ và đối với Phật giáo thì kể cả con gái cũng được thờ bố mẹ như thường. Đi lấy chồng rồi vẫn có quyền thờ bố mẹ đẻ mình như thường, chứ không phải mình không được phép thờ. Tất cả con cái đều được thờ cha mẹ, nhưng không phải chỉ con trai hay là chỉ ông trưởng mới được thờ cha mẹ. Đấy là một cái quan niệm nó không đúng. Và với góc nhìn Phật giáo thì chúng ta thấy cái đó là bình đẳng giữa tất cả những người con. Đấy. Thế thì cái việc này, Thầy xin trả lời để cho bạn hiểu được nhé là cái việc mà bạn là con gái có được thay sửa bát hương rút tỉa chân nhang hay không đó là hoàn toàn bình thường. Và thay tỉa như thế nào, quan niệm như thế nào cho đúng về việc thờ cúng về bát hương, về cây nhang thì thầy đã giải thích rồi. Thì mong rằng đại chúng hiểu chỗ này. Thì từ nay ta có một cái ứng xử rất là là chính tín đối với cái việc bát hương, cái việc thờ phụng. Đại chúng rõ chưa? Cho nên chúng ta vẫn phải giữ tránh duyên nha và tiếp tục tinh tấn tu tập để, để tu tập để chuyển nghiệp cho mình thứ hai là tránh duyên để không có những cái duyên xấu có thể lây nhiễm cái điều đó chúng ta vẫn thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch thật tốt theo các cái hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn đó là cái điều mà thầy mong muốn tất cả các phật tử cùng với gia đình thực hiện thật tốt để làm sao chúng ta vượt qua cái đại dịch này một cách thật an toàn nghe không an toàn đến bây giờ đến ngày hôm nay là cả nước chúng ta là 18 19 ngày không có ai trong cộng đồng mắc nhiễm covid cả đấy là một cái điều hết sức mừng hết sức mừng chúng ta cố gắng giữ gìn nhé tại chúng phật tử cùng gia quyến không chủ quan ta vẫn thực hiện các cái biện pháp phòng chống thật tốt đi ra ngoài, đi làm, đi học, đến công sở hay ra chợ vẫn lên đeo khẩu trang và giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta phòng, phòng dịch nhé. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước, chúng ta đã học đến bài 191 có tựa đề là học từ cây sa xa la xanh tốt thì qua cái bài 191 này, chúng ta rút ra được một cái điều rằng cái cây sa la để nó mọc lên xanh tốt được như vậy và cao lớn như vậy thì nó làm sao? Nó phải được ở cái mảnh đất rất là an lành, không có nhiều chim chóc, không ồn ào, không nhiều người qua lại, rồi chặt phá, không? Thứ hai nữa là cái rễ của nó phải cắm sâu trong lòng đất và lan rộng trong lòng đất thế thì qua cái bài kinh này thì tỳ kheo na tiên ấy, uh, rút ra cho người tu hành chúng ta cũng thế muốn được cái cây cây đạo xanh tốt thì chúng ta phải biết chọn cái nhân duyên cho thủ thắng ở những cái nơi nó yên tịnh vào Đó, yên tịnh vắng vẻ là cái chỗ rất tốt để chúng ta thực tập à, giáo pháp của Phật. Thứ nữa chúng ta phải có đức tin, để đức tin là cái rễ cái đấy mà cắm sâu trong lòng đất. Chúng ta phải vững lòng tin vào tam bảo, vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Rồi á, cái rễ này lại phải lan rộng ra trong lòng đất. Ở đây lan rộng á, bám chắc là bám chắc vào à, tư niệm xứ là cái pháp tu rất căn bản để dẫn chúng ta đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ. Đó, thì qua cái bài 191 này, đại chúng rút ra được cái bài học như vậy Đấy, mà từ Ngài Na Tiên Tỳ Kheo giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề này. Đặc biệt ở đây là nói đến cái đức tin. Đấy, trong cái đại dịch Covid này, đại chúng chúng ta với lòng tin đầy đủ vào tam bảo, vào năng lực của tam bảo, cho nên tất cả đại chúng cũng an tâm và trong cái, cái, đại dịch này và đến bây giờ thầy nghĩ cũng đã là một cái kết quả rất là mừng à, toàn thể đại chúng chúng ta tăng ni phật tử chúng ta không có ai bị nhiễm mắc vào covid cả cái là cái điều hết sức là mừng hết sức mừng thì kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta học tiếp đến bài 192 bài 192 có tựa đề là học từ chiếc thuyền. Yeah. Đấy, chúng ta thấy hai cái vị trí giả này. Cái gì các vị cũng có thể đem ra để rút ra bài học được. Yeah. gọi là cái người biết học. Đấy. Chúng ta nếu khéo làm người học trò ở trong đời này thì cái gì cũng giúp cho chúng ta có thể rút ra bài học được. Vua Milan Đà và Tỳ kheo Na Tiên là hai cái vị trí giả. Yeah có thể rút ra tất cả những cái bài học từ mọi việc ở trong cuộc đời này từ cái cây từ hạt giống và từ con khỉ từ con gà và bây giờ từ cái chiếc thuyền cũng rút ra được bài học rút ra bài học thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái chủ đề này thì trước khi vào cái chủ đề của bài kinh này thì thầy xin tản mạn với đại chúng một chút về cái câu chuyện cái thuyền và người người lái thuyền hay người lái đò nghe không? Thì kinh thưa đại chúng thì những cái nhu cầu rất căn bản của đời sống một con người như là nhu cầu về ăn trong đó là kể cả uống và bài tiết thứ hai là mặc thứ ba là chỗ ở thứ tư là nhu cầu về chăm sóc sức khỏe y tế thứ năm là cái nhu cầu về đi lại vận động đi lại thì cái nhu cầu đi lại này là cái nhu cầu cũng không thể thiếu được bại liệt thì cũng vẫn cần đi lại cần di chuyển cần di chuyển đó thế thì chúng ta thấy cái nhu cầu di chuyển đi lại là cái nhu cầu rất là cần thiết chúng ta không ai mà có thể ở yên đứng yên cả thế thì từ người xưa thì chúng ta thường đi lại từ người cổ là đi lại bằng đôi chân mình thôi các loài thì nó đi bằng, bằng chân này rồi có khi là bằng cánh bay như chim, như bướm <laughs> di chuyển bằng cái đấy. Còn người chúng ta thì đi bằng hai chân được. Khi mà tiến con người phát triển lên từ cái người mà người cổ đấy rồi đến cái người hiện đại đi được bằng hai chân. Sau đó thì loài người biết vận dụng các cái con vật như là con bò, con trâu, con ngựa, con lừa, con lạc đà vân vân để làm cái phương tiện à, di chuyển di à, chuyển người ta cưỡi ngựa cưỡi lạc đà cưỡi trâu di chuyển Thế sau này nữa thì khi mà phát triển hơn thì con người ta sáng kiến ra được cái bánh xe và cái trục xe thưa đại chúng nghĩ ra cái bánh xe và cái trục xe là một cái phát minh đấy không phải đơn giản đâu người ta có thể thấy được cái bánh hình tròn nhưng mà không nghĩ ra được cái trục cái trục ở tâm của nó lại là đứng yên không chuyển động, đó. Thế mà khi người ta phát minh ra được cái điều này thì người ta mới làm ra cái bánh xe và làm ra được cái xe có bánh. Chúng ta nhớ là những cái xe cổ ngày xưa là có cái trục cắm vào cái bánh, nhưng mà nó không có vòng bi đâu. <laughs> Thầy nhớ có những cái xe cút kít cổ là bánh bằng gỗ, cái trục cắm vào cái tâm của cái bánh và không có vòng bi. Ừ. Cái xe cút kít ngày xưa sẽ đẩy cái xưa. đấy. rất là thô sơ để phát minh ra được cái bánh xe và cái trục xe là một phát minh rồi sau này họ mới tìm ra vòng bi và sáng kiến ra phòng bi nữa để cho nó chuyển vận rồi đến sau này đến cái lốp xe bằng cao su rồi đến lốp xe bằng hơi lốp xe bằng hơi là cũng sau này mới phát minh ra trước đây là chỉ là lốp xe bằng cao su đặc thôi đấy thưa đại chúng để nó giảm những các cái ma sát trên đường và sau này thì tiến bộ hơn nhân loại phát triển hơn thì các cái phương tiện di chuyển phát triển hơn. Và đến thế kỷ thứ 18 thì phát minh ra động cơ hơi nước thì người ta chế tạo ra các cái xe à, chạy bằng hơi nước. À, thế kỷ 19 thì chế tạo ra động cơ đốt trong thì lúc ấy thì người ta bắt đầu chế tạo ra những cái máy chạy bằng động cơ đốt trong bằng dầu bằng hơi khí đó và lúc ấy thì các phương tiện vận chuyển rất là phát triển thưa đại chúng Đấy. thế thì các phương tiện vận chuyển thì chúng ta biết là chúng ta thì có đi thì đi bằng đường bộ này đằng, đường thủy này ngày xưa là cơ bản chỉ có đường bộ và đường thủy thôi Đấy. và mãi sau này đến thế kỷ 19 thì mới có giao thông mới đi được bằng đường không tức mới phát minh mới làm ra được máy bay chế tạo ra máy bay lúc ấy mới bay được Đấy. Hay còn nhớ hồi bé học vật lý đấy, nhớ câu chuyện của nhà bác học sinon đấy người nga ông ước mơ làm sao mà ông bay được lên trên các vì sao lúc bé rồi ông cứ tự đứng ở cửa sổ ông nhảy ông bay như chim thế nhưng mà nhảy xong bay rồi là vẫy vẫy tay thì là ngã rơi xuống là ngã gãy chân thế nhưng mà nuôi cái ước mơ đấy lớn lên mà rồi trở thành một nhà bác học vĩ đại Và sau này thì ông là người chế tạo ra cái tên lửa nhiều tầng đấy, tên lửa nhiều tầng đấy thì thưa đại chúng thế là từ những cái ước mơ như thế mà con người ta mới chế tạo ra những các cái phương tiện rất là hiện đại à, đến bây giờ thì nhân loại chúng ta còn có cả những cái phi thuyền và tàu vũ trụ đấy bay cả vào vũ trụ lên mặt trăng lên các cái vì sao Đó. đấy là những cái phương tiện vận chuyển hết sức hiện đại kính thưa đại chúng nói đến cái thuyền thì tức là nói đến một cái phương tiện vận chuyển căn bản ở trên mặt nước đúng không Đấy. tất cả những cái gì mà chuyên chở chúng ta đi trên mặt nước thì người ta đều gọi là thuyền cả Đấy, đều là thuyền Đấy. thế thì thuyền này thì nó có nhiều, nhiều cỡ nhiều loại cái loại nhỏ thì người ta gọi tên là cái, cái gì là cái ghe là cái xuồng là cái mủng là cái thuyền con thuyền nam đấy thế loại nhớ nhớ lớn hơn chút thì người ta gọi là cái xà lan hay là cái phà lớn nữa thì người ta gọi là cái tàu tàu thủy bây giờ thì thế giới họ chế tạo nhiều cái loại tàu thủy lớn lắm có những cái tàu thủy họ có thể chứa được hàng chục ngàn người ở trên đó như một thành phố nhỏ trên biển đầy đủ các cái dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí học tập thể thao đủ hết trên đấy à, nhà hàng nhà nghỉ trên đầy đủ như một cái thành phố nhỏ hiện đại đến như vậy đấy, hiện đại lắm đấy, những cái con tàu mà vượt đại dương tàu lớn ấy, thưa đại chúng đấy. thế thì đấy là cái mà cái công nghệ hiện đại nhưng mà trung quy lại dù lớn hay nhỏ thì nó cũng là, là cái con thuyền thôi để đưa chúng ta đi trên mặt nước đi từ bờ này đến bờ kia không? từ bờ biển này đến bờ biển kia từ bờ sông này đến bờ sông kia thế như vậy cái chữ con thuyền ấy là, là chỉ một cái phương tiện chuyên trở chúng ta đưa chúng ta đi trên mặt nước đi từ bờ này đến bờ kia thế cho nên thưa đại chúng á, trong nhà phật thì nhiều khi chính đức phật cũng tự gọi mình là một vị thuyền sư thuyền thưa đại chúng chứ không phải là thiền đâu nhé thuyền sư đức phật nói ta là thuyền sư nghe? tức là người thầy chở thuyền Đó, chèo thuyền chở chúng sinh đi Đó. thế rồi là sau này thì các sư nhà, nhà ta đấy đã cũng được gọi là những vị thuyền sư khi mà vị sư tu hành phát tâm độ đời thì cũng được gọi là thuyền sư Nghe không? chúng ta phân biệt giữa chữ thuyền sư và thiền sư nhé thiền sư là những vị thầy dạy về thiền còn thuyền sư dùng cái từ thuyền sư là chỉ cho những người xuất gia theo đạo phật tu hành độ đời đều có thể gọi là thuyền sư Đã. cho nên nhiều khi chúng ta cũng hay lẫn giữa chữ thuyền sư với thiền sư lắm Đấy, nhưng mà chữ Hán ấy thì chữ thiền cũng có đôi lúc người ta gọi là chữ thuyền, là thuyền, phát âm là thuyền và cùng một cái cái chữ đấy cả. Đó. Thế để chúng ta thấy. Vậy thì ở đây ấy, bài này hôm nay chúng ta nói đến câu chuyện học từ cái thuyền là một cái vật để chuyên chở chúng ta đi trên sông, trên biển, trên hồ. Đó, đi từ bờ này đến bờ kia, nói về cái thuyền. Hiện Nhân đây thầy kể Đây chúng nghe, câu chuyện cũng nói đến câu chuyện liên quan đến cái thuyền với người lái đò. Trong nhà thiền có một câu chuyện cũng rất vui, tại chúng nghe cho vui. À, để chúng ta vào bài chính. Câu chuyện là có một chú tiểu à, đi đi đò, đi thuyền đấy hôm mấy chú đi Phật sự về thì lên một cái thuyền thì thuyền này chèo thuyền ấy, là một cô gái rất xinh đẹp cô gái trẻ rất xinh đẹp thế thì chú tiểu này thì lên thuyền ngồi cũng như bao nhiêu người khác thế khi mà đến sang đến bến bên kia rồi thì mọi người lên thì trả tiền đúng quy định Chú Tiểu này là cái người bước lên sau cùng thì cô lái đò cô bảo, thưa Thầy, Thầy về giả cho em gấp đôi. <laughs> thế thì chú Tiểu này cũng ngạc nhiên mà tại sao lại trả cho tôi cho cô gấp đôi? Tội như mọi người chứ sao lại trả gấp đôi? cô gái mà chèo thuyền, cô bảo, tại vì Thầy là người tu hành, nhưng mà Thầy nhìn em như thế này thì Thầy phải trả gấp đôi. <laughs> thầy nhìn em như thế là Thầy phải trả gấp đôi thế thì chú tiểu này thì cũng phải đánh bấm bụng trả thôi chứ không biết làm sao bây giờ thấy cô nói cũng đúng rồi đúng mình nhìn cô mà nhìn kiểu đắm đuối này thì đúng là cô phạt gấp đôi là đúng rồi bấm bụng phải trả tiền lên bờ thế sau đó là đi mấy hôm sau lại có việc phải đi qua cái thuyền này thì cái cả cái quang sông có mỗi cái thuyền cô gái treo đò này thôi treo thuyền thôi thế lần này thì chú rút kinh nghiệm nhất khoát không nhìn cô nữa à, thế là yên tâm họ nhìn xuống sông thôi không nhìn cô nữa khi sang đến bờ bên kia mọi người lên hết rồi đến lúc cô thu tiền chú này thầy thầy phải trả cho em gấp ba thế mà sao lại trả cô gấp ba bảo vì thầy không nhìn em nhưng thầy nhìn em ở dưới sông đấy thế là trong tâm thầy có em rồi lại nhìn cả xuống sông nữa cho nên phải trả gấp ba đấy thế là thầy cũng không biết nói thế nào lại phải rút tiền ra bấm bụng trả tiền cho cô lái đò đi lần này là là rất là hầm hực đấy. thế giờ đến khi đi phật sự xong rồi về lần này thì kiên quyết là thôi cũng không nhìn xuống sông mà cũng không nhìn cô nữa nhắm mắt luôn <laughs> đại chúng hiểu ngồi nhắm mắt luôn yên tâm như là cô hôm nay có không bắt chẹt mình được nữa. Thế thì khi mà lên bờ cô lại thầy thầy trả tiền cho em. Bảo thế là mới đưa ra cũng tưởng nghĩ là trả nhưng mọi người không. Hôm nay thầy phải trả cho em gấp 5 lần. Tại sao lại trả gấp 5 lần cô này hay thật? Bảo thầy, thầy không nhìn em nhưng mà trong tâm thầy có em. Mà tâm thầy nghĩ nhiều chuyện lung tung về em lắm. <laughs> cho nên là thầy phải trả gấp năm lần thế là chú tiểu này gay quá mà đúng là cô ấy biết tâm mình thật này đành phải móc tiền ra trả cô nghe trả cô này. đó thế thì chú về lần này không chúng suy nghĩ lắm rồi quyết chí là bạch sư phụ dạy cho tu tập nghe? tu tập cho nó tử tế không như thế này gay thua cái cô lái đỏ mình cô bắt chẹt thế này một thời gian tinh tấn tu học. Sau đó thì hôm ấy là chú thấy là khá tiến bộ. Sư phụ giao đi công việc, cũng đi qua đò. Lần này thì chú lên đò chú ngồi bình thường, chẳng nhắm mắt, cũng chả nhìn xuống sông, nhìn thẳng cô, cô lấy đò. Bình thường, bình thản nhìn cô lấy đò. Sau đó thì lên thuyền, thì mọi người cũng trả tiền thì chú tiểu này cũng rút tiền ra trả cô mà để xem hôm nay có đòi mình bao nhiêu có bảo thưa thầy hôm nay em không lấy tiền của thầy đâu <laughs> tại vì ấy, em thấy thầy nhìn em nhưng thầy không nghĩ gì cả cho nên là em hôm nay là cúng dường cho thầy Trả không con cho thầy đấy theo đấy. thầy chúng thì đây là một cái câu chuyện vui thôi Nghe không? nhưng mà để mới nói là gì chúng ta đó là là tâm còn dính mắc thì là khổ nó theo liền cái gì nó cũng có giá của nó nghe không có giá của nó đấy nghe không? lúc mà chú tiểu nhắm mắt ấy là trong tâm là nghĩ nhiều chuyện linh tinh lắm đấy nghe không có thể không biết là câu này thế nào thế kia nghe không rồi à, xoay vần cái gì trong đấy không biết thế cho nên cô mất phạt gấp năm lần trả gấp năm lần đấy thế đại chúng cô bé trèo đò này, này cái cô cũng giỏi tu lắm đấy, đấy đây là câu chuyện cũng liên quan đến câu chuyện về thuyền với người lái đò còn câu chuyện nữa thầy kể lại chúng à, đức phật của chúng ta ngài cũng từng nhận ngài là thuyền sư là người trèo đò trèo đò đưa chúng sinh qua biển khổ có một lần thì đức phật cùng với chư tăng đi giáo hóa hôm đi về cũng đến cái khúc sông sông hằng này. Thế thấy dân chúng túm tụm rất đông. Thì Đức Phật cũng đi đến đó. Thì thấy một ông đạo sĩ lõa thẻ, gọi là của phái Ni Kiền Tử. Đấy. Lõa thẻ, ở đấy mọi người súng đen, súng đỏ. Thì ông này thì thấy Đức Phật đến, ấy, thì ông cũng ra chào Phật. Xong ông mới thưa hỏi ông. Ấy, thế, thế Ngài Cụ Đàm có thể đi trên nước sang bờ sông bên kia được không? Thế Đức Phật mà sau ông lại hỏi ta như vậy. Thế thì ông nói là tôi á, tôi là có thần thông, tôi tu luyện tôi có thần thông, tôi có thể đi trên mặt nước là sang bên kia, sang à, bên kia, đi trong tích tắc thôi là sang đến bờ bên kia, lướt trên 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 trên, trên nước, trên sóng đi sao? Đấy và sau đó là ông thể hiện thần thông luôn là đúng là ông đi ông bước trên mặt nước sang bên kia sông Hằng thật rồi ông quay về mọi người ai cũng trầm trồ tán thưởng thế thì đức phật mới hỏi là, thế ta hỏi ông đó, ông luyện được cái cái phép này là, mất thời gian bao lâu thì ông đạo sĩ này ông nói là thưa đức của Đàng, tôi luyện pháp này là phải mất 30 năm đấy mới có thể khinh thân nhẹ như thế để đi trên mặt nước này được 30 năm thế đức phật bảo thật uổng cho ông quá 30 năm vất vả cũng chỉ là luyện để đi được từ bên này sông sang bên kia sông còn tôi thì tôi chỉ trả ba xu thôi là tí nữa là người chở đò ta chở tôi sang sông rất nhẹ nhàng đây thưa đại chúng Đấy cũng là câu chuyện liên quan cái thuyền đấy vào. Đấy. Câu chuyện qua sông. Cách cái, cái, cái chỗ, câu chuyện này rất là hay để nói là Phật Pháp rất là thực tế. À, tu học Phật Pháp cũng không phải chỉ để cầu có thần thông như thế. Phật Pháp rất thực tế, nó rất là đời sống cụ thể của chúng ta, thưa đại chúng. Đấy không? Đấy. Có rất nhiều người á, tu hành để mong cầu thần thông, Đấy. rồi để mong trường sinh bất lão nhiều nhiều thứ lắm thưa đại chúng. thế nhưng đức phật không phải, đạo phật của chúng ta tu là để đạt được giác ngộ và giải thoát đau khổ, dứt hết mầm mống của đau khổ, đạt được hạnh phúc niết bàn. đấy là thật. cho nên đức phật thì không chú trọng luyện thần thông, không đặt nặng cái chuyện này. Đấy. hai thầy kể hai câu chuyện vui để đại chúng thấy, nghe không đó, câu chuyện thuyền người lái đò qua sông Đó, mà đức phật chúng ta đấy cũng được danh hiệu là thuyền sư nghe thuyền sư tất cả những người xuất gia tu hành có trí nguyện độ sinh thì cũng đáng gọi là thuyền sư là những người người thầy chèo thuyền để đưa đưa người qua sông hòa thượng trúc lâm nhà mình thế ngày xưa hòa thượng cũng là một lúc chưa đi tu hòa thượng cũng là một một người trèo đò ở trà vinh sông trà vinh thế thì hòa thượng thích thiện hoa ngài đi công việc phật sự hay đi qua qua đò của, của hòa thượng trúc lâm mình lúc ấy hòa thượng trúc lâm chưa xuất ra thế thì do, do nhân duyên mà được trở được trèo đò chở hòa thượng thích thiện hoa rồi được hòa thượng giao hóa thế mà rồi sau này thì hòa thượng mình giác ngộ từ bỏ gia đình đi xuất gia Đấy, rất là đặc biệt và hòa thượng nói là tôi như vậy là xưa là người trèo đò bây giờ cũng vẫn là người trèo đò đưa chúng ta qua sông qua sông sinh tử rất là hay trong nhà phật trong nhà thiền có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cái, cái thuyền cái đò mà chúng ta cũng thế chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó nghe không? chúng ta đang phải phải đi qua con sông sinh tử hay cái biển sinh tử đấy thưa đại chúng bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh bài này cũng ngắn thôi thầy sẽ đọc nguyên cả bài sau đó thì thầy phân tích nhé đại chúng cùng nghe lúc này đại đức na tiên mới nói thưa đại vương về chiếc thuyền thì có ba điều chúng ta học được về chiếc thuyền chúng ta có ba điều học được có ba điều học được